Các bác đang cần tìm một cái dòng điều hòa của Panasonic, nhưng đặc biệt là dòng cao cấp có thêm tích hợp thêm Wi-Fi để điều khiển từ xa, hoặc có thêm Nano X để giúp diệt vi khuẩn, hơn nữa có thêm chức năng Nano Z giúp lọc bụi mịn và có nhiều chức năng khác mà tích hợp trên một chiếc điều hòa, thì tại siêu thị điện máy Ecomart đang sẵn dòng cao cấp của điều hòa Panasonic từ 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 để phục vụ các bác. Đối với dòng điều hòa cao cấp của Panasonic, như các bác có thể nhìn thấy về thiết kế mặt của sản phẩm là mặt nhựa trơn như này. Mặt nhựa trơn được bo viền ở một màu bạc rất là sang trọng. Toàn bộ của điều hòa sẽ được bo viền. Ngoài ra, cánh của sản phẩm sẽ là cánh đảo gió kép như này. Với cánh đảo gió kép như này thì sẽ đảo chiều lên xuống trái phải cho các bác. Đặc biệt hơn là những chế độ sẽ tích hợp ở sẵn như thế này. Tích hợp khi các bác bật nó sẽ có đèn sáng để biết là các bác đang sử dụng chế độ nào. Với cái mẫu điều hòa cao cấp này của Panasonic, đặc biệt là dòng cao cấp của năm 2023, có tích hợp sẵn Nano X thế hệ thứ 3 giúp diệt khuẩn, khử mùi và duy trì độ ẩm. Khi các bác dùng điều hòa Panasonic thì đặc biệt nếu các bác lắp cho phòng ngủ thì thứ nhất là ngủ sẽ rất là ngon, lạnh sâu này và không bị ẩm này, không bị khô da, cũng như là một cái bầu không khí rất là trong lành, sạch sẽ. Đặc biệt hơn với cái một cái điều đặc biệt nữa của cái mẫu này là nó có thêm cái cảm biến độ ẩm, giúp các bác là cảm biến độ ẩm, thứ nhất là giúp phòng của các bác không bao giờ có mùi, thứ hai là nó có thể diệt được cái vi khuẩn, virus. Hơn nữa thì nó bảng điều khiển của nó tích hợp thêm cả wifi, tích hợp thêm wifi để các bác tải app như thế này. Các bác tải app như này thì trong khi mà các bác sử dụng, các bác ở tầng 1 nhưng mà điều hòa phòng ngủ thì các bác vẫn có thể sử dụng được bình thường ạ. Và mẫu điều hòa của Panasonic thì sẽ nhập khẩu trực tiếp tại Malaysia, bảo hành cho các bác là 1 năm toàn máy và 7 năm máy nén. Nhiều bác hỏi là vậy một cái điều hòa mà nhiều tính năng như này thì có tiết kiệm điện không ạ? Dạ vâng, nếu cái dòng điều hòa Panasonic cao cấp đặc biệt thì đều có tính năng inverter ạ. Với dòng 9.000 thì đang sẽ chạy giá cho các bác giá vô cùng tốt, 12.550.000 tặng trọn gói công vật tư lắp đặt, 12.000 giá là 15.270.000 cũng tặng trọn gói công vật tư lắp đặt cho các bác. Các bác lưu ý này, tất cả những điều hòa Panasonic tại điện máy Ecomart đều sẽ tặng trọn gói công vật tư lắp đặt cho các bác. Cho nên là khi các bác mua điều hòa tại siêu thị điện máy Ecomart, các bác hoàn toàn yên tâm nha, vì bên em đã tặng trọn gói công vật tư lắp đặt cho các bác rồi. Và thời gian này cũng đang là đầu mùa thì các bác lắp thời gian này cũng rất là hợp lý. Thứ nhất là giá cả rất là ổn định, thứ hai là lắp rất là nhanh chóng, cho nên các bác đang phân vân lựa chọn một cái điều hòa cho phòng ngủ nhà mình tích hợp nhiều tính năng thì các bác qua ngay siêu thị điện máy Ecomart để trải nghiệm cũng như dinh sản phẩm này về các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.